Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Thanh đi thu hoạch mấy cái trái hồng giòn này nè. Tại vì nó chín quá rồi mà mấy bữa nay mình không hái á, cái nó bị hư. Nó bị hư ở đây nè. Rồi bị mấy con chim ăn. Mà mấy cái trái hồng giòn của mình năm nay nó hay bị vậy lắm. Tại vì cái kỳ đợt bị mưa đá nó rớt vô chúng mấy cái trái á. Rồi nó cứ bị đốm đốm vậy. Ơi mình hái nè. Nè trái nè, nhà Thanh ông hái cái để nó hư. Mà cái cây con này coi vậy nha, mà trái cũng nhiều lắm á. Mình cắt luôn nhánh luôn, tại vì nhiều khi sẵn á mình tỉa sơ. Nè, nhà Thanh quay sơ cái cây trước cho quý vị xem, trái nè. Có bạn nói Nhật Thanh chứ ồ chồng nói trái nhiều lắm mà sao không thấy hái. Tại vì nhiều khi có những cái video Nhật Thanh hái trái trong vườn á mà bạn đó không có coi. Trái thấy hàm lắm quý vị. Nè. Nó nhiều. Đây nè. Cái cây. Quý vị thấy. Mình cắt như vậy á, chắc Nhật Thanh nghĩ á, cái cây này 50 trái là ít nhất á. Mình hái xong chút mình đem lên chùa cho sư cô mớ. Như cái nhánh dưới đây nó có 3 trái. Hôm nay bắt đầu trời hơi lạnh lạnh rồi, mát. Sáng sớm mình ra giường mình phải bận áo lạnh á. Trời trở gió nhiều khi mình nói ô cái sức khỏe mình tốt lắm. Mình sáng ra mình thấy hơi lạnh lạnh cái mình không chịu bận áo lạnh á. Nhưng mà chính vì cái thời tiết này dễ bị bệnh lắm quý vị. Bởi vậy á mình thấy đầu mùa mình hay bị cúm này nọ kia. Bởi vì cơ thể của mình mà mình chuyển từ nóng sang lạnh á, nó phải cần thời gian thích nghi. Đây hái trái. Bên kia kìa, nó mọc chùm chùm dễ thương quá. Nhà Thanh qua hái cái chùm bên đây. Cái trái này nó mọc dị hợm lắm. Quý vị xem nè. Tắt cười ghê á. Nó mọc giống như là 4 trái vậy đó. Ở đây trên đây, Nhật Thanh hái mấy cái trái trên đây. Cái chùm này nó có 3 trái. Mấy cái cây này á, mình đừng có để cho nó lớn quá. Nó lớn quá cái
nó nuôi cái cây không à quý vị, nó không có nuôi cái trái. Bởi vậy mình á nên tỉa nhánh bớt. Mà thường thường mình nhớ để ý nha, những cây hồng này á, khi trái nó ra, cái nhánh mới nó ra thì nó mới có bông có trái. Bởi vậy những cái nhánh nhỏ mình nên tỉa bớt đi và mình nên cắt ngắn nó xuống để cho nó có sức nó nuôi. Ví dụ sau này nó có trái, trái nó cũng chắc mà ngon hơn nữa, nó bự nữa. Như mấy cây bên kia có Nhật Thanh cao quá là mình chuẩn bị mình cắt rồi đó. Thôi Nhật Thanh ha, cắt sơ vậy chút nữa mình coi kỹ mình cắt lại nữa. Nhiều quá đi. Nhiều quá đi à. Nào quý vị thấy cái chùm này nè. Trái nè. Thấy ham luôn. Hái sơ một chút xíu mà quá trời trái luôn. Nhưng mà mình bỏ cái này qua cái rổ bên đây để mình chừa cái rổ bự này nè. Mình hái bí. Mình hái bí với mình hái dưa gang mình bỏ vô trong đây. Cái này mình gom bỏ qua cái rổ nhỏ. Xách vô cho nó dễ. Nhật Thanh bây giờ ha, nói thật sự ra mướp nha. Mỗi ngày mình hái không biết bao nhiêu mướp luôn, nhiều là nhiều luôn. Dưa gang này á, hôm bữa mình thu hoạch vô 10 trái nha quý vị. Mới thu hoạch thêm 10 trái nữa. Bây giờ mình hái cái này vô nữa. Tổng cộng bữa giờ chắc cái khu này nè, Nhật Thanh hái khoảng chừng gần 30 trái rồi đó. Để trái này ở đây. Trong đây nè. Thường thường cái trái mà nó cứng cứng như vậy á, Nhật Thanh kinh nghiệm rồi. Mình cứ nói ô, cái trái dưa gang á, mình để cho nó chín rục rồi nó rớt cuốn thì nó ngon. Thật sự ra nếu mà cái thời tiết nắng nóng mà quý vị để như vậy á, cái trái nó sẽ không ngon và nó bị xốp và nó bị mềm. Và cái thịt nó ăn ngộ lắm, nó không có được ngon. Bởi vậy á, trồng dưa gang rất kinh nghiệm quý vị. Cái trái nó vàng như vậy rồi á, mà nó còn cứng á, mình cắt đi, mình đừng có để cho nó rụng cái này, thì nó chín từ từ ăn rất là ngon. Vàng nhưng mà nó còn xanh nhiều quá thì Nhật Thanh để lại. Mình bây giờ mình nhìn cái vỏ dưa gang á, mình biết cái trái nào nó ngon nó dở. Như cái trái này nè, Nhật Thanh thấy á, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó ăn ngon quý vị. Cái vỏ, nhìn cái vỏ nó. Cái này mình cắt luôn. Để vô đây. Cái trái này á, Nhật Thanh nhìn cái vỏ là mình biết nó ngon dừa chứ nó không có ngon lắm. Bí của Nhật Thanh á, hôm nay nhìn dễ thương lắm quý vị. Mọi người vô đây nè, Nhật Thanh cho coi. Dễ thương lắm. Đây nè. Thương ghê á. Cái vàng hiện giờ của Nhật Thanh á, khoảng chừng có 30 cái bí. 30 cái bí. Đây nè, quý vị thấy. Đó. Ở bên kia. Nó nằm ở dưới góc bên kia. Đây, nhìn thấy thương lắm. Thì Nhật Thanh cắt cái mấy cái trái bí này xuống để cho nó nuôi mấy cái trái nhỏ này nè quý vị. Sao mà bí của Nhật Thanh trồng á, nó bự đủ dạng hết trơn. Bên đây, hái cái trái bên đây nè. Cái trái này nè, đó. Nó dướng cái hàng rào. Ây da, trời ơi, nó dướng cái hàng rào. Không biết sao lấy ra đây này. Ồ. Đắp từ 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 cho nó ra rồi, xong rồi. Cái trái này chắc để tối nấu canh ăn.
có một vàng ở đó, với lại một vàng ở đây, bên đây nữa. Nè, trái, quý vị thấy, thấy thương lắm. Nhật Thanh á, hôm bữa mình đi chợ, mình ra coi bí bầu vậy mà họ bán rẻ lắm quý vị, không có mắc. Vậy mà mướp nha, Nhật Thanh thấy họ bán 2,50 đồng một hào. Cái trái bí này nè, nó tròn, nó không phải dài như trái kia. Nói chuyện lại trái mướp chứ, Nhật Thanh đang nói chuyện cái lãng xẹt nhảy qua chuyện khác. Mình thấy mướp công nhận ở đây bán mắc quá trời luôn, 2,50 đồng một hào. Nhật Thanh nói sư cô chứ, sư cô mà mua mướp về á, mà nấu súp cho người ta, mình cho người ta ăn á, trời không biết bao nhiêu tiền luôn á quý vị. À, trái này thấy ham không? Quý vị thấy ham không? Bây giờ đây nè, đó, nhìn thấy thương, mà cái trái nó mọc kẹt ở trên chỗ này luôn, trên đây nè. Đó, sáng sớm Nhật Thanh thu hoạch, hôm qua hái một dung mướp luôn. Cái rổ này nè, Nhật Thanh để dung luôn, nhưng mà mình không có quay, tại vì Nhật Thanh quay hoài á, sợ khán giả coi chán. Nay mình hái mấy cái này ở đây nè, ngay hàng rào của mình nó có cái trái bí mọc dễ thương ghê không nè. Đó, Nhật Thanh nó phải cắt cái trái này vô để nó muốn gãy cái hàng rào luôn, đỡ ở phía dưới. Ây da, nặng quá. Cái này chút kêu con trai mình khinh vô á, chứ Nhật Thanh khinh đâu có nổi đâu, nặng quá trời nặng. Không thôi mình phải chia ra, mình khinh vô. Hôm nay á, cái cây rau muống của mình nó nở bông đẹp dễ sợ. Có còn cắt kè nhỏ xíu nè, nó đậu trên cái lá rau muống nè, đó, dễ thương ghê không. Rau muống này bông á, nở trắng xóa. Mùa này á thì Nhật Thanh vẫn còn khổ qua ăn nha, cứ lai rai. Thôi để mình dẫn mọi người đi qua coi cây samboche. Cây samboche của Nhật Thanh á, nay nhìn thấy mê lắm quý vị. Samboche của mình hôm nay á, nó mọc thấy xum xuê đấy, hàm luôn, mà nó cao dễ sợ luôn nè. Nhật Thanh nghĩ chắc cái này á, cao hai thước mấy, mà mình trồng cây này được một năm rưỡi đi. Nhật Thanh nghĩ chắc chưa tới một năm rưỡi đâu, lúc mình mua về á, nó nhỏ xíu như đây à, mà giờ nó lớn thấy hàm luôn quý vị. Cây samboche này á, mình á, hồi cách đây khoảng chừng mấy tháng nó có ra một đợt bông. Nhật Thanh thấy có một đợt bông, nhưng mà tại vì thời tiết mùa hè này của chỗ Nhật Thanh nó nóng quá, thì tuy rằng mình chăm sóc tốt á, nhưng mà bông nó vẫn rụng. Bây giờ Nhật Thanh thấy trên mấy cái đầu ngọn cái cây samboche này chuẩn bị nó ra đợt bông nữa. Cây nó cứng cáp lắm. Mà có khán giả hỏi Nhật Thanh chứ, ô, những cái cây này á, Nhật Thanh trồng ở trong chậu khoảng bao nhiêu ga lông? Thì đa phần á, Nhật Thanh trồng những cái cây lớn này trong cái chậu khoảng chừng 30 ga lông mà quý vị. 30 ga lông à. Thì cái ổi của mình á, được 30 mấy trái. Bữa giờ Nhật Thanh thu hoạch được 30 mấy trái. Mà tính ra mình trồng trong chậu mà có trái nhiều như vậy á, là Nhật Thanh thấy là cũng ok rồi. Và mình thí dụ mình ở xứ lạnh, mình trồng dưới đất không được, thì mình trồng khoảng chừng 3-4 cây như vậy thì mình có trái ăn. Cũng giống như người ta có một cái cây lớn như vậy thôi, thì mình chịu khó hơn thôi. Thì cái cây samboche này của Nhật Thanh á, thì hôm nay là quý vị thấy nó lớn mà nó xòe cái những cái nhánh ra mà nó cứng. Nhật Thanh á cũng có đỡ cho nó
chút xíu lúc ban đầu tại vì nó lớn nhanh quá. Nhưng mà nhờ Nhật Thanh bón, mình bỏ chất potassium với lại calcium xuống những cái gốc cây này nên bởi vậy nó cứng cáp lắm. Những cái nhánh này nó cứng mà nó không có yếu á. Mùa thu vào tháng 10 này á mà Nhật Thanh thấy ngày nào mà cũng được đi hái trái như là vui lắm á. Trái dưa leo, mấy cái trái này nó còn nhỏ. Thôi mình khoan hái đi. Trái này á, thôi mình hái trái này đi, thấy nó cũng lâu à. Năm nay á thì Nhật Thanh có trồng, đây là cái cây lựu nè. Cây lựu bên nhà má của Nhật Thanh á, mình mang về đây. Với lại đây cây me quý vị. Chắc quý vị không tưởng tượng nổi Nhật Thanh đi trồng cái cây me. Thật sự ra nha, cái cây me này á, Nhật Thanh thấy nó cũng mạnh lắm nha. Nó cũng chịu lạnh khá tốt á, nhưng mà mình vẫn để trong nhà trồng cây. Nhưng mà khi mà mình trồng á, mình tém cho nó gọn lại, mình đừng có để cho nó cao quá. Cây me mà Nhật Thanh cũng trồng nữa, mình tức cười ghê á. Mình nhìn cái cây me, cái lá là mình nhớ lại kỷ niệm hồi xưa bên Việt Nam mình đi ở Sài Gòn á, có mấy cây này me á, trên mấy cái đường á, cái lá me nè. Cây chùm ruột hôm nay á, nó lớn quá rồi. Chắc tới mùa đông này Nhật Thanh cũng cắt bớt cho nó ngắn xuống. Và mình thấy nhá, hầu như mình thấy trái hoài quý vị. Nó ra bông ra trái quanh năm suốt tháng luôn à. Cây chùm ruột nè. Ở đây á, thì cây mai này của Nhật Thanh á, nó đang ra bông. Nó đang ra nụ. Dễ thương quá à. Hôm bữa mình tưởng nó chết chứ ai dè nó không chết. Mấy cái cây mai con bữa Nhật Thanh trồng á, mình tưới phân cá, bị ba con mèo con nó lại á, nó hửi thấy mùi cá quý vị. Nó tới á, nó bơi hết mấy cái chậu lên luôn. Mấy cái cây của mình chưa về Nhật Thanh thấy á, nó héo queo, nó chết hết rồi. Bởi vậy mình á, ngồi mình muốn khóc luôn á. Cây thông nè, hôm nay quý vị thấy nó mọc cao. Nhật Thanh đang suy nghĩ á, nếu mà mình chứa nó hết nổi á, không biết mình có nên đem cho ai người ta trồng không á. Mà mình thương nó quá à. Mỗi ngày ra cái Nhật Thanh thích cây thông nè. Mình vuốt cái lá nó trơn, thương nó. Mà nó trong cái chậu nhỏ xíu à quý vị. Mà xước, mà hồi trước á, Nhật Thanh á, trồng á, tại vì mấy cái, quý vị nhớ không, kỳ Nhật Thanh hay trưng mấy cái trái thông nó dưới gốc cây á, rồi nó rớt cái hạt ra, rồi nó mọc cái cây này lên nè. Rồi mình nuôi tới bây giờ luôn. Nó lớn mà nó cao. Nó cao lên tới cái nóc nhà rồi. Mình ém gốc cấp mấy nó cũng lớn nữa quý vị ơi. Chắc tại Nhật Thanh nó thương nó, thấy mình không cho nước, cho phân nó đó, thì nó yếu. Mà mình cho phân vô thì nó lại mau lớn, nó mau lớn quá đi. Nè, bên đây á, cái cây cà ri năm nay của Nhật Thanh á, nó cũng lớn, kinh khủng luôn. Nó cao lên tới cái nóc nhà luôn nè quý vị. Lá xum xuê. Thôi Nhật Thanh xin ngưng video đây và xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video ngày hôm nay và xin hẹn tất cả kỳ sau. Bye bye mọi người nha.